hé lộ nguyên nhân cô gái bỏ bom 150 mâm cỗ cưới ở Điện Biên. Bước đầu tại công an, Út khai nhận do không có 7 triệu trả nợ trước đó, nên cô gái này đã tiếp tục lừa đặt chủ nhà hàng Tam Phúc 150 mâm cỗ cưới. Ngay sau khi nhận được tin báo của nhà hàng Tam Phúc, địa chỉ tại số nhà 29, tổ dân phố 9, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, về việc bị Cà Thị Út, sinh năm 1996, có hộ khẩu thường trú tại bản Co Thón, xã Bá Khoan, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, bỏ bom 150 mâm cỗ cưới, công an thành phố Điện Biên đã khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc. Qua điều tra, Út khai nhận bản thân thường hay ăn ở nhà hàng Tam Phúc, nên quen biết anh Vũ Thế Long, chủ nhà hàng. Khi quen, Út khoe đang công tác tại một cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ. Thấy anh Long tin tưởng, nên cô gái nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Khoảng tháng 8 năm 2020, Út đặt anh Long làm 7 mâm cơm trị giá 7 triệu đồng để tiếp khách cơ quan nhưng chưa trả nợ. Khi anh Long gọi điện đòi số nợ 7 triệu đồng, do không có tiền trả và thấy chủ nhà hàng không nghi ngờ gì, nên cô ta nói dối là sau này sẽ tổ chức đám cưới tại nhà hàng Tam Phúc rồi trả một thể. Ngày 22 tháng 9, Út gọi điện thoại cho chủ nhà hàng yêu cầu cung cấp 156 kg gà sống, 40 kg giò, 180 hộp mí để tổ chức báo hỷ tại nhà gái vào ngày 24 tháng 9. Sau đó, cô này còn đặt 150 mâm cỗ cưới tại nhà hàng Tam Phúc cùng phong bạc tổ chức vào ngày 30 tháng 9 năm 2020. Hiện công an thành phố Điện Biên Phủ đang tiếp tục điều tra làm rõ, đồng thời củng cố hồ sơ tài liệu để khởi tố và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Trước đó, lãnh đạo công an thành phố Điện Biên Phủ cho biết, trước đây, Út từng tốt nghiệp ngành sư phạm mầm non năm 2018, hiện vẫn chưa có việc làm. Tại địa phương, cô ta chưa có tiền án tiền sự nào, cũng chưa gây ra chuyện gì đáng lưu ý. Bố mẹ Út là người dân tộc Thái, kinh tế rất khó khăn. Khi biết tin con bỏ bom 150 mâm cỗ cưới, họ đến trụ sở công an và khóc rất nhiều. Thậm chí, bố mẹ Út còn không nói rõ tiếng Kinh, mà chỉ nói được rằng không có tiền để trả số nợ mà con gái đã gây ra. Chia sẻ với phóng viên, chị Tuyết, vợ chủ nhà hàng Tam Phúc cho biết, ngoài 150 mâm cỗ làm trưa ngày 30 tháng 9, trước đó gần một tuần gia đình Út có tổ chức đám cưới ở trên Bá Khoang, huyện Điện Biên và đặt nhà hàng chuyển lên 156 kg gà, 40 kg giò, 180 đĩa mía tráng miệng. Hôm đấy, cô gái này cũng hỗ trợ người xuống nhà hàng để vận chuyển lên. Tổng số tiền hàng giao hôm ngày 24 tháng 9 là 32 triệu đồng, cộng với tiền cổ ngày 30 tháng 9, tổng thiệt hại vào khoảng 200 triệu. Thưa quý vị, lại thêm một vụ phá hoại sản xuất nghi do tư thủ cá nhân. Hơn 1 hecta vườn chanh dây của nhà bà Hương ở huyện Đắc Tô, tỉnh Kon Tum đang chuẩn bị thu hoạch thì bị kẻ gian nhổ gốc, thiệt hại ban đầu khoảng hơn 200 triệu đồng. Trước đó, vào ngày 28 tháng 9, gia đình bà Hương phát hiện vườn chanh dây 1 hecta đã bị kẻ gian phá hủy hoàn toàn. Hàng loạt cây chanh dây bị nhổ gốc, quả héo khô, nằm la liệt dưới đất. Những dây sắt buộc giàn bị cắt đứt. Dù chuẩn bị đến giai đoạn thu hoạch, ước thiệt hại khoảng 200 triệu đồng. Gia đình cho biết là chưa từng có mâu thuẫn với ai và không hiểu vì sao vườn chanh dây của mình lại bị phá hoại. Công an huyện Đắc Tô, tỉnh Kon Tum đang điều tra, truy tìm thủ phạm để xử lý theo quy định của pháp luật. Mùa khô vừa qua, hạn hán và xâm nhập mặn kỷ lục đã gây thiệt hại cho tỉnh Bến Tre khoảng 1.660 tỷ đồng. Khoảng 57.000 hộ dân gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt. Theo dự báo, mùa khô năm nay 2020-2021, khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ bị xâm nhập mặn gay gắt hơn, nên dù còn rất xa mùa khô và đang trong mùa mưa, nhưng mà người dân và chính quyền địa phương của tỉnh Bến Tre cũng đã tranh thủ tích nước vào các ao hồ, sẵn sàng ứng phó với thiên tai cực đoan trong mùa khô tới. Kênh Lấp là hồ trữ nước lớn nhất tỉnh Bến Tre với sức chứa gần 1 triệu mét khối nước, cung cấp cho khoảng 200.000 dân. Theo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bến Tre, mùa khô năm ngoái kéo dài đến 6 tháng, hồ Kênh Lấp bị cạn và bị nhiễm mặn nhẹ. Hiện đơn vị quản lý đang nạo vét lớp bùn, đồng thời tháo xả nước liên tục để bắt đầu tích trữ nước. Tại huyện Chợ Lách, vùng chuyên trồng cây giống hoa kiểng của tỉnh Bến Tre, dù khô hạn đã qua nhưng các nhà vườn vẫn giữ lại những ao đất lót bạt nhựa. Lù Khạp,
cũng được người dân chủ động tích trữ nước ngọt để dùng sinh hoạt, tưới tiêu trong mùa khô tới. Hiện tại với hệ thống cống, đê bao ngăn mặn đang dần khép kín. Khi sắp vào mùa khô, các cống sẽ được đóng kín để giữ lại nước ngọt, tránh tình trạng xâm nhập toàn tỉnh Bến Tre như mùa khô vừa qua. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua 30 tháng 9, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội đã tiến hành tiêu hủy hơn 1 tấn ngà voi. Đây là tang vật của 4 vụ án liên quan đến hành vi buôn bán, vận chuyển và kinh doanh các sản phẩm từ động vật hoang dã đã bị lực lượng chức năng triệt phá trên địa bàn Hà Nội từ đầu năm đến nay. Sau khi đưa ra xét xử, ngày hôm qua 30 tháng 9 tại Trung tâm Tái chế rác và Chất thải rắn Vĩnh Phúc, hơn 1 tấn ngà voi là tang vật bị thu giữ từ 4 vụ án đã được Chi cục Thi hành án dân sự Hà Nội, Viện Kiểm sát và một số ngành chức năng mang đi tiêu hủy. Tang vật bao gồm các khúc mẩu ngà voi và các sản phẩm chế tác từ ngà voi như vòng hạt, vòng tay, mặt vòng, các khối mặt cắt hình hộp. Qua cái việc tiến hành tiêu hủy này thì cục thi hành án diễn ra thường xuyên và rất nhiều, từ trước đến giờ cục thi hành án đã tiêu hủy cũng nhiều lần rồi, nhưng đối với lần này là lần có số lượng nhiều nhất. Cái việc tiêu hủy này để đảm bảo thứ nhất là bản án có hiệu lực pháp luật, rồi thì cơ quan thi hành án phải thực hiện để thực hiện tính triệt để của bản án đó. Việc tiêu hủy tang vật không chỉ là sự nối tiếp thành công trong việc bắt giữ và xử lý đối tượng vi phạm, mà còn là thông điệp mạnh mẽ thể hiện quyết tâm không khoan nhượng với hoạt động săn bắt, mua bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật hoang dã trái phép. Và thêm một lần nữa khẳng định cam kết của Việt Nam trong nỗ lực bảo tồn voi và tê giác toàn cầu theo Công ước Buôn bán Quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Gần một tháng nay, tế về tình trạng tàu chở cát trên các tuyến sông Hồng, sông Lô và sông Đà và luôn nhận được những câu trả lời của các chủ tàu có nội dung là không quá tải thì không ăn thua gì. Những chiếc tàu này theo điều tra thì lấy cát ở trên địa bàn của tỉnh Phú Thọ. Vậy thì vì sao những chiếc tàu quá tải lưu thông ì ạch trên sông lại vẫn có thể hoạt động một cách ngang nhiên hàng ngày mà gần như không bị xử lý? Phải chăng ở đây có lực lượng hậu thuẫn bảo kê và che giấu đi những vi phạm? Và sau đây là ghi nhận của VTC14 về vấn đề này. Tuyến sông Hồng qua địa phận huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Những chiếc tàu chở cát gần như ngập toàn bộ cả thân tàu nằm dưới mặt nước. Bằng mắt thường cũng dễ dàng phát hiện tàu chở quá tải vì vượt quá mức nước thân tàu theo đăng kiểm quy định. Khi bị cảnh sát giao thông đường thủy kiểm tra, chủ tàu cũng chẳng giấu giếm, không chở quá tải thì không ăn thua. Các bác biết đấy, tham thì nhiều khi chúng em phải chở cái vòng quá tải. Thì đôi khi thì bây giờ gặp các bác kiểm tra thì là em phải cũng phải chấp nhận hình phạt. Chứ còn nếu mà bảo giờ mà chúng em mà không chở quá tải này thì không ăn thua gì. Vậy, những chiếc tàu này mua cát từ đâu? Nhiều chủ tàu thẳng thắn cho biết là từ tỉnh Phú Thọ. Cát này bọn em lấy trên Phú Thọ. Lấy ở trên... Em thực ra nói thật với anh là em cũng mới mua tàu nên là em cũng không hay để ý cái địa chỉ biết là lấy trên Phú Thọ thôi. Bởi vì... Đấy, dưới sông. Sông nào? Bên sông Đà. Từ thông tin chủ tàu, VTC14 ngược về Phú Thọ, khu vực cầu Văn Lang, sông Hồng, giáp thành phố Việt Trì. Thật ngạc nhiên, tàu chở cát lưu thông qua lại tấp nập. Và tất nhiên, đều trong tình trạng quá tải, vì thân tàu ngập gần như hoàn toàn dưới nước sâu. Không chỉ vài ba chiếc qua lại, mà có hàng chục chiếc bám đuôi nhau rồng rắn. Tình trạng này diễn ra công khai. Và ngược về phía sông Đà, hướng qua địa bàn huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, ngay khu vực cầu Trung Hà, giáp danh huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Không khó để phát hiện những chiếc tàu hút cát đang hoạt động giữa trưa nắng. Những chiếc tàu này
hút bao nhiêu cát lên tàu thì gần như các địa phương không thể quản lý. Đó là theo như lời thừa nhận từ đại diện lãnh đạo xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Ra cái giám sát mà ở thì chúng tôi là vì nó rất là ngoài sông. Cho nên cái phương tiện mà để mà phục vụ cho công tác giám sát cộng đồng này thì không có phương tiện tàu thuyền đi ra ra đấy được. Nên chúng tôi chỉ giám sát mà để cái việc đó, thì còn mà cụ thể chi tiết đến từng tàu thuyền trong một ngày đó thì thực ra là chúng tôi cũng không chưa thể giám sát hết được. Cấp phép cho mỏ khai thác nhưng lại không thể quản lý, giám sát. Và thế là vi phạm diễn ra ngày đêm, gây bức xúc cho người dân hai bên bờ. Thậm chí người dân Hà Nội cũng bị ảnh hưởng nặng nề từ chính hoạt động khai thác cát từ tỉnh Phú Thọ do các doanh nghiệp vi phạm về giờ khai thác. Thủ nước ở đây thế nhưng mà người ta khai thác cả ngày cả đêm. Là đêm hôm nhiều khi là dân là mất ngủ. Vào khai thác thì chả biết là chính quyền làm nào nhưng mà chả thấy cơ quan để can thiệp. Nhiều lúc có độ 5-7 cái sát với nhau. Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà những chiếc tàu này có thể chở quá tải trên sông qua Phú Thọ, Vĩnh Phúc và thành phố Hà Nội. Khi mà lực lượng chức năng, mà ở đây là lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát ngày đêm trên tuyến sông này. Thưa quý vị, những chiếc tàu quá tải đường sông vẫn ngang nhiên hoạt động mà không hề bị chấn chỉnh hay kiểm soát. Hiện đang rõ ràng là một câu chuyện rất lạ về công tác quản lý và giám sát các hoạt động khai thác cát trên địa bàn của tỉnh Phú Thọ.